Quyển 10, thứ 3, có tầm, có tứ địa. Thứ 4, không tầm, chỉ có tứ địa. Thứ 5, không tầm, không tứ địa. Phần 7. Ái, sao gọi là dục ái? Tức là do các hành dục giới làm duyên sanh ra. Đối với hành dục giới, nhiễm ô và mong cầu. Do đây năng sanh quả khổ ở dục giới. Sao gọi là sắc ái? Tức là do các hành sắc giới làm duyên sanh ra. Đối với các hành sắc giới, nhiễm ô và mong cầu. Do đây năng sanh quả khổ ở sắc giới. Sao gọi là vô sắc ái? Tức là các hành vô sắc giới làm duyên sanh ra. Đối với hành vô sắc giới, nhiễm ô và mong cầu. Do đây năng sanh quả khổ vô sắc giới. Thủ, sao gọi là dục thủ? Sở hữu dục tham ở trong các dục. Sao gọi là kiến thủ? Sở hữu dục tham ở trong các kiến. Trừ tát ca giả kiến. Sao gọi là giới cấm thủ? Sở hữu dục tham do tà nguyện phát khởi giới cấm. Sao gọi là ngã ngữ thủ? Sở hữu dục tham ở trong tát ca giả kiến. Một thủ đầu năng sanh quả khổ dục giới, các thủ còn lại sanh quả khổ thông cả ba giới. Hữu, sao gọi là dục hữu? Gốc hữu, nghiệp hữu, tử hữu, trùng hữu, sanh hữu, na lạc cả hữu, bảng sanh hữu, ngạ quỷ hữu, người hữu. Trời dục giới hữu, gọi chung là dục hữu. Đây trước do sự tạo tác của các hành phiền não nhiếp thọ quần ước phát khởi, sao gọi là sắc hữu? Chớ na lạc ca hữu, bảng sanh hữu, ngạ quỷ hữu, người hữu. Còn lại là sắc hữu, sao gọi là vô sắc hữu? Lại trừ trùng hữu, còn lại là vô sắc hữu. Hỏi, nương vào nghĩa nào mà kiến lập bảy hữu? Đó là na lạc ca hữu, bảng sanh hữu, ngạ quỷ hữu, người hữu, trời hữu, nghiệp hữu, trùng hữu. Đáp, vì nương ba chủng sở tác: một, năng dẫn hữu có một; hai, hướng đến hữu có một; ba, thọ dụng quả hữu có năm. Sanh, sao gọi là sanh? Lúc mới thác sanh ở hai loại là thai sanh và noãn sanh. Sao gọi là đẳng sanh? Tức nương nơi bào thai kia thân phận viên mãn, nhưng chưa đến lúc ra ngoài. Sao gọi là thú? Từ kia được sanh ra ngoài. Sao gọi là khởi? Đã được sanh ra ngoài rồi tiếp tục tăng trưởng. Sao gọi là xuất hiện? Đối với hai dạng sanh là thấp sanh và hóa sanh, thân phận tăng trưởng mau chóng. Sao gọi là uẩn đắc? Tức ở trong các vị sanh kia, năm thủ uẩn chuyển. Sao gọi là giới đắc? Tức là tánh mà nhân duyên các uẩn kia nhiếp lấy. Sao gọi là xứ đắc? Tức là tánh mà duyên khác các uẩn kia nhiếp lấy. Sao gọi là các uẩn sanh khởi? Các uẩn kia ngày ngày được thức uống ăn nuôi dưỡng lớn lên. Sao gọi là mạng căn xuất hiện? Các uẩn kia vì thọ lực khác nên được trụ tương tục. Sau đây lược nghĩa sanh, đó là hoặc tự tánh sanh, hoặc vị sanh xứ, hoặc sự sanh, hoặc nhân duyên nhiếp lấy, hoặc nhậm trì dẫn dắt, hoặc nương tựa giữ gìn câu sanh. Đây gọi là lược nghĩa của sanh. Lão, sao gọi là suy? Nương vào sự suy yếu nên thân kia run rẩy. Sao gọi là lão? Màu tóc suy giảm biến đổi. Sao gọi là nhiếp? Lớp da thân thể dần dần nhăn nheo. Sao gọi là thục? Nhiệt huyết suy giảm, không còn sức lực để thọ dụng dục trần. Sao gọi là khí lực bị tổn hoại? Tánh nhiều tật bệnh, không có đủ sức lực để làm các sự nghiệp. Sao gọi là thân có đốm đen, dung sắc bị tổn giảm, vết nám xuất hiện? Sao gọi là lưng còng, hơi thở hổn hển gấp gáp? Đây là biểu hiện oai nghi khi điều đứng của thân hình. Do lưng còng nên hơi thở hổn hển nặng nề, ho sụ sụ. Sao gọi là hình mạo cúi ra phía trước? Đây là biểu hiện oai nghi khi ngồi của thân hình, thân cong, đầu cúi thấp. Sao gọi là nương tựa vào gậy? Đây là biểu hiện oai nghi khi đứng của thân hình phải nương dựa vào sức cây gậy. Sao gọi là hôn muội? Đây là biểu hiện oai nghi khi nằm của thân hình, ngủ nghỉ hay bị mê. Sao gọi là gầy yếu? Tức là do cách nằm đây nên không đủ sức bật dậy nhanh chóng. Sao gọi là tổn giảm trí nhớ, sự minh mẫn bị giảm sút? Sao gọi là suy thoái, trí tuệ nhớ nghĩ suy kém cho đến không thể thực hành thiện pháp? Sao gọi là các căn già? Tức thân thể yếu kém. Sao gọi là công dụng bị phá hoại? Người kia ở nơi cảnh không còn sáng suốt tinh anh. Sao gọi là các hành mục nát? Kia lúc sắp chết. Sao gọi là thân hình hư hoại mục nát? Thọ mạng sắp tận, thân hình sắp hoại, đối với các sự nghiệp không còn khả năng thực hiện. Sau đây lược nghĩa lão, đó là nương vào sự biến hoại, râu tóc biến hoại, đầy đủ vui thích biến hoại, nhiệt huyết biến hoại, không bệnh biến hoại, sắc tướng biến hoại, oai nghi biến hoại, các căn không sắc biến hoại, các căn có sắc biến hoại, thời khắc đã qua, thọ mạng sắp tận. Tử,
Sao gọi là những hữu tình, hữu tình na lạc ca, sao gọi là chủng loại, tất cả hữu tình kia, sao gọi là chung, các hữu tình xả chi phần thân thể mà chết, sao gọi là tận, các hữu tình thân phần, phân rã mà chết, sao gọi là hoại, thức lìa thân, sao gọi là một, các sắc, sắc căn diệt, sao gọi là xả thọ, hơi thở sắc tận, sao gọi là xả hơi ấm, ở giai đoạn không còn động đậy, xả bỏ các quần, sao gọi là mạng căn tàn diệt, vào lúc chết, sao gọi là chết, gặp duyên tai họa, không đúng lúc mà chết, sao gọi là thời vận tận hết, mới chết chưa lâu, lại nghiệp tử mà cũng gọi là thời vận tận hết. Sau đây lược nghĩa tử, đó là hoặc chết, hoặc pháp chết, hoặc chết sai biệt, hoặc giai đoạn sau khi chết. Như vậy gọi là sai biệt của duyên khởi. E, sao gọi là thứ lớp duyên khởi? Khởi như duyên nào các tri hữu vô minh được nói thứ lớp như vậy? Đáp, các kẻ ngu si, trước ngu si ở nơi nhận biết các sự việc, kế đến ở nơi các sự việc kia mà phát khởi tà hạnh. Do tà hạnh đây khiến tâm điên đảo, do tâm điên đảo nên kiết sanh tương tục, do kiết sanh tương tục nên các căn đầy đủ, do các căn đầy đủ nên có hai sự thọ dụng cảnh, hoặc đắm trước hoặc mong cầu. Do mong cầu nên lúc mới tìm kiếm, phiền não nảy sinh. Do phiền não nảy sinh nên phát khởi nghiệp hậu hữu ái và hậu hữu phi ái. Do nghiệp lực sanh khởi và phát triển ở trong năm thú sanh tử nên có quả sanh khổ. Có quả sanh khổ rồi nên có hết thảy lão tử khổ, tức là nội thân biến đổi dẫn dắt lão tử khổ, cùng với cảnh giới biến đổi dẫn dắt hưu thán khổ, nhiệt não khổ. Cho nên Thế Tôn đã nói thứ lớp 12 chi như vậy. Lại có thứ lớp 12 chi khác, đó là nương hai chủng duyên kiến lập thứ lớp duyên khởi. Một, duyên nội thân. Hai, duyên cảnh giới thọ dụng. Duyên nội thân nhiếp thuộc 6 chi trước, duyên cảnh giới thọ dụng nhiếp thuộc 6 chi sau. Trước đối với nội thân khởi ngu chấp ngã, do không thể liễu các nghiệp dẫn dắt quả khổ dị thuộc đây, phát khởi các nghiệp. Nghiệp đã phát khởi, tức theo nghiệp kia khởi nhiều tầm tư, do nghiệp được thức làm trợ mạng, năng cảm ba chủng quả khổ đương lai. Một, quả khổ nhiếp thuộc căn khởi. Hai, quả khổ nhiếp thuộc căn viên mãn. Ba, quả khổ nhiếp thuộc cảnh giới thọ dụng. Trong đây đầu tiên là danh sắc, sau cùng là xúc. Nếu ở trong hiện pháp, nương xúc làm duyên cho thọ phát khởi ái, lại vì duyên cảnh giới thọ dụng nên rộng khởi truy cầu, hoặc do môn sự nghiệp, hoặc do muôn lợi dưỡng, hoặc do môn giới cấm, hoặc do môn giải thoát mà phát khởi cầu dục, cầu nội thân, cầu tả giải thoát. Do cầu như vậy khiến sự sanh khởi phiền não của nghiệp trước kia dẫn dắt quả sanh trong năm thú sanh tử, đã được sanh rồi lại bị lão tử triển chuyển theo đuổi. Lại có thứ lớp 12 chi khác, đó là do ba chủng tụ hữu tình. Một, tụ hữu tình vui xuất thế thanh tịnh. Hai, tụ hữu tình vui thế gian. Ba, tụ hữu tình vui đắm cảnh giới. Tụ hữu tình ban đầu diệt các duyên khởi, tăng thêm phẩm bạch tịnh. Tụ hữu tình thứ hai không như thật, biết đạo lý các đế, hoặc trụ chánh niệm, hoặc tạo tác nghiệp phước, hoặc tạo tác tu hữu lậu dẫn dắt nghiệp bất động, hoặc không trụ chánh niệm phát khởi nghiệp phi phước, hoặc tâm tương tục hối hận dẫn dắt, hoặc tâm không tương tục hối hận dẫn dắt lại thêm hoàn hỷ. Kìa như trước đối với thứ lớp sanh xứ thượng trung hạ, năng cảm ba chủng quả khổ đương lai, đầu tiên là danh sắc, sau cùng là xúc. Tụ hữu tình thứ ba nương cảnh thọ dụng hiện tại mà sanh thọ. Ở trong hiện pháp, thứ lớp khởi sáu chi sau, đầu tiên là thọ, sau cùng là lão tử. Hỏi, nhân duyên nào trong thứ lớp nghịch duyên khởi, lão tử ở vị trí đầu tiên của các duyên khởi? Đáp, nương vào đạo lý đế để tuyên thuyết, lấy sanh và lão tử để hiển khổ đế. Như Thế Tôn nói, danh sắc mới diệt là pháp đứng đầu. Hỏi, cớ sao không nói các vô minh diệt là pháp đứng đầu? Đáp, nương vào tâm giải thoát mà thi thiết kiến lập, do kia trùng tử khổ ở trong hiện pháp và quả khổ ở đương lai không sanh mà chỉ có diệt, nên nói danh sắc làm tiền dẫn, thọ là rốt sau, được diệt rốt giáo. Lại ở trong hiện pháp, lúc lãnh thọ, các thọ ái và tùy miên vĩnh viễn được nhổ tận gốc, không còn sanh khởi nên gọi là diệt. Do ái và tùy miên diệt làm tiền dẫn nên các trì khác cũng diệt. Hết thảy loại như vậy nên biết gọi là tuyên thuyết thứ lớp duyên khởi. F, giải thích tên duyên khởi. Hỏi, cớ sao duyên khởi lại được gọi là duyên khởi? Đáp, do phiền não hệ phược ở trong các cõi luôn luôn sanh khởi cho nên gọi là duyên khởi. Đây chỉ nương chữ mà giải thích tên. Lại nương vào nghĩa các duyên nhanh chóng tản diệt, lại nối tiếp hòa hợp sanh nên gọi là duyên khởi. Đây nương vào nghĩa sát na để giải thích.
lại không lìa bỏ các duyên quá khứ nương vào sự tương tục của chính các duyên mà được sanh khởi nên được gọi là duyên khởi. Như thuyết, đây có nên kia có, đây xanh nên kia xanh chẳng phải khác, do nương vào nghĩa đây mà giải thích tên, lại lớp lớp duyên tản diệt, lại tương tục sanh khởi nên gọi là duyên khởi. Đây nương vào nghĩa luôn luôn hoại và luôn luôn diệt mà giải thích tên, lại ở đời quá khứ giác tánh duyên tương tục khởi nên gọi là duyên khởi. Như thế tôi nói, ta đã giác ngộ nên tránh khỏi tuyên thuyết, tức tên gọi đầy được truyền truyền, truyền nói lại cho nhau nên gọi là duyên khởi. G. Sao gọi là tánh duyên của duyên khởi? Hỏi, vô minh đối với hành làm chủng duyên gì? Đáp, đối với các hành sắc làm tăng thượng duyên, đối với các hành vô sắc làm ba duyên, đó là đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên và tăng thượng duyên. Như vậy, các duyên khác tùy theo chỗ thích hợp, làm duyên nhiều ít, sai khác nên biết. Tức là trì hữu sắc đối với trì hữu sắc làm một duyên là tăng thượng duyên, trì hữu sắc đối với trì vô sắc làm hai duyên, đó là sở duyên duyên và tăng thượng duyên. Hoặc trì vô sắc đối với trì hữu sắc chỉ là một duyên, nhưng đối với trì vô sắc làm ba duyên, đó là đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên và tăng thượng duyên. Hỏi, cớ sao các chi tương vọng lẫn nhau mà không có nhân duyên ư? Đáp, bởi nhân duyên tức là chỗ hiển duyên chủng tử tự thể. Hỏi, nếu các trì tường vọng mà không có nhân duyên, cớ sao nói rằng nương thể tánh nhân quả mà kiến lập duyên khởi? Đáp, nương vào tăng thượng duyên nhập lấy nhân dẫn phát, nhân dẫn dắt và nhân sanh khởi nên gọi là nhân. Hỏi, bao nhiêu trì nhiếp thuộc nhân dẫn dắt? Đáp, từ vô minh cho đến thọ. Hỏi, bao nhiêu trì nhiếp thuộc nhân sanh khởi? Đáp, từ ái cho đến hữu. Hỏi, bao nhiêu trì nhiếp thuộc quả của nhân sanh khởi và quả của nhân dẫn dắt? Đáp, thức cho đến thọ ở trong hiện pháp và hậu pháp các trì nhiếp thuộc vị sanh lão tử. Hỏi, nếu nói vô minh lấy không như lý tác ý làm nhân, vậy nhân duyên nào ở trong giáo lý duyên khởi không được nói đến đầu tiên? Đáp, bởi không như lý tác ý kia chỉ là nhân không gián đoạn, không phải nhân tạp nhiễm. Vì sao? Chỉ có kẻ ngu mới khởi không như lý tác ý, nhưng trong đây chỉ nương nhân tạp nhiễm mà nói giáo lý duyên khởi. Tự tánh vô minh là nhiễm ô, còn tự tánh của không như lý tác ý không phải là nhiễm ô, cho nên kia không thể làm nhiễm ô vô minh, mà ngược lại chỉ do lực vô minh làm cho nhiễm ô, lại nghiệp sanh tạp nhiễm do lực phiền não huân tập phát triển. Đây là nhân đầu tiên của nghiệp này, gọi là duyên khởi đầu tiên, cho nên không thuyết không như lý tác ý là đầu tiên. Hỏi, cớ sao không nói tự thể làm duyên của tự thể? Đáp, do tự thể kia nếu không có được duyên khác thì đối với tự thể tạp nhiễm không thể tăng trưởng, cũng không thể không bị tổn giảm, cho nên không nói. Hỏi, do dân nhân duyên nào hành phước hành bất động là do công lực của chánh tư duy chọn lựa mà khởi, nhưng sao lại nói dụng vô minh làm duyên? Đáp, do không liễu đạt nhân khổ thế tục làm duyên nên sanh khởi hành phi phước, do không liễu đạt nhân khổ thắng nghĩa làm duyên nên sanh hành phước và hành bất động, cho nên cũng nói kia lấy vô minh làm duyên. Hỏi, như trong kinh thuyết các nghiệp lấy tham sân si làm duyên, cớ sao trong đây chỉ nói lấy si làm duyên? Đáp, trong đây thông cả duyên nghiệp phước, nghiệp phi phước và nghiệp bất động, còn duyên tham sân si chỉ sanh khởi nghiệp phi phước. Hỏi, thần nghiệp và ngữ nghiệp do từ mà được phát khởi, vậy thì hành cũng làm duyên hành, cớ sao chỉ nói vô minh duyên hành? Đáp, đây chỉ nương vào duyên phát khởi tất cả hành mà thuyết, và nương duyên tư duy sanh thiện nhiễm ô mà nói. Hỏi, thức cũng lấy danh sắc làm duyên, cớ sao trong đây chỉ nói hành làm duyên? Đáp, hành là duyên của thức tạp nhiễm, năng dẫn, năng sanh quả hậu hữu, không phải như danh sắc, chỉ là duyên sở y, sở duyên sanh khởi. Hỏi, danh sắc cũng do đại chủng tạo ra và do xúc sanh ra, cớ sao chỉ nói thức làm duyên? Đáp, thức năng làm nhân thì kia mới được sanh, kia đã sanh rồi, nếu lúc đang sanh, đại chủng và xúc có thể cùng kia làm nhân kiến lập. Hỏi, như trong kinh thuyết, sáu giới làm duyên được nhập thai mẹ, cớ sao trong đây chỉ nói thức giới làm duyên? Đáp, nếu có thức giới thì quyết định ở trong thai mẹ, tinh huyết đại trùng, bụng căn môn không bị khiếm khuyết, lại thức giới trội hơn, lại nương tất cả sanh, tất cả thời có sanh mà nói. Hỏi, sáu xứ cũng lấy thức ăn uống làm duyên, cớ sao trong đây chỉ nói danh sắc làm duyên? Đáp, trong đây nói danh sắc bởi lẽ đây làm nhân khiến kia sanh, kia đã sanh rồi cũng lấy thức ăn uống làm nhân giữ gìn.
Hỏi: xúc lấy và hòa hợp làm duyên, cớ sao trong đây chỉ nói sáu xứ làm duyên? Đáp: nếu có sáu xứ thì nhất định có hai duyên còn lại không thể thiếu được, lại sáu xứ thủ thắng hơn vì nhiếp lấy cả hai trùng. Hỏi: hoặc tự mình bức bách, hoặc bị người khác bức bách, hoặc thời gian biến đổi, hoặc nghiệp trước dẫn dắt, đều khiến thọ được sanh, cớ sao trong đây chỉ hiển xúc làm duyên của thọ? Đáp: bởi vì xúc là nhân cần thọ nhất, do xúc dẫn dắt duyên khác mà sanh ra thọ, cũng từ xúc mà được sanh nên không thể lìa xúc, cho nên chỉ thuyết nghiêng về xúc. Hỏi: trong kinh cũng thuyết vô minh làm duyên sanh ái, thuận cảnh giới ái cũng được làm duyên, cớ sao trong đây chỉ nói thọ làm duyên? Đáp: do lực của thọ nên đối với cảnh tương tọa, hoặc cầu hòa hợp, hoặc cầu xa lìa. Do lực ngu si nên ở nơi các tướng thọ khởi rồi diệt tận mà không như thật biết, do đây không thể chế ngự được tâm. Hỏi: do tùy miên chưa đoạn, thuận các pháp kia thủ được sanh, cớ sao trong đây chỉ nói ái làm duyên của thủ? Đáp: do hy vọng sanh nên trong lúc truy cầu năng phát khởi tùy miên và năng dẫn phát pháp thuận theo kia. Hỏi: trước đã nói vô minh làm duyên khiến phát khởi nghiệp hữu, cớ sao này nói thủ làm duyên hữu? Đáp: do lực của thủ nên khiến nghiệp kia ở sanh xứ kia năng dẫn quả thức danh sắc. Hỏi: sanh cũng lấy tinh huyết làm duyên, cớ sao trong đây chỉ nói hữu làm duyên sanh? Đáp: do có hữu thì nhất định có duyên khác không thể thiếu, lại hữu vượt trội hơn nên chỉ thuyết hữu làm duyên. Hỏi: lão tử cũng do hành xa, không bỏ các việc, không quân bình, bị người bức bách làm duyên, cớ sao trong đây chỉ nói sanh làm duyên lão tử? Đáp: do các duyên kia đều lấy sanh làm căn bản, cho dù thiếu các duyên kia, nhưng chỉ cần có sanh làm duyên, nhất định có lão tử. Hỏi: 12 chi đây, bao nhiêu là đạo phiền não, bao nhiêu là đạo nghiệp, bao nhiêu là đạo khổ? Đáp: 3 là đạo phiền não, 2 là đạo nghiệp, còn lại là đạo khổ. Hỏi: bao nhiêu chi là nhân, bao nhiêu chi là quả, bao nhiêu thông cá nhân và quả? Đáp: chi đầu tiên là nhân, chi sau cùng là quả, các chi còn lại thông cá nhân và quả. Có cách trả lời khác đó là 3 chi chỉ là nhân, 2 chi chỉ là quả, để biết các chi còn lại cũng là nhân, cũng là quả. Hỏi: bao nhiêu chi là tướng riêng, bao nhiêu chi là tướng tạp? Đáp: ba chi là tướng riêng, hành là tướng tạp. Hỏi: cớ sao hành có tướng tạp? Đáp: do hai chủng nên nói như vậy, tức là năng dẫn quả ái phi ái và năng sanh vào các cõi dài khác. Hỏi: cớ sao thức và danh sắc sáu xứ có một phần tướng tạp? Đáp: do ba chủng nên nói như vậy, đó là nương lúc tạp nhiễm, nương lúc thấm nhuần và nương lúc truyền. Hỏi: cớ sao thức cho đến thọ và lão tử có tướng tạp? Đáp: do hai chủng mà nói như vậy, tức là riêng hiền tướng khổ và hiền dẫn sanh sai biệt. Hát: sao gọi là phân biệt duyên của duyên khởi? Ở trong duyên khởi sao gọi là nghĩa luôn thoáng qua, nghĩa liền sanh chẳng trụ? Sao gọi là nghĩa hòa hợp, nghĩa các duyên tụ tập? Sao gọi là nghĩa khởi, nghĩa các duyên hòa hợp dẫn nhiếp cái mới, mới sanh? Sao gọi là duyên khởi, sao gọi là duyên sanh? Pháp tánh các hành sanh khởi gọi là duyên khởi, tức lúc kia sanh rồi gọi là duyên sanh. Hỏi: bao nhiêu chi nhiếp thuộc khổ đế và hiện pháp là khổ? Đáp: hai chi đó là sanh và lão tử. Hỏi: bao nhiêu chi nhiếp thuộc khổ đế và đương lai là khổ? Đáp: tánh trùng tử của thức cho đến thọ. Hỏi: bao nhiêu chi nhiếp thuộc tập đế? Đáp: các chi còn lại. Hỏi: vô minh và hành làm duyên cầu hữu, làm duyên không gián đoạn diệt, hay làm duyên lâu dài diệt? Đáp: nên biết làm đủ cả ba duyên, đó là do không hiểu biết nên ở trong các pháp thuận theo các hành là duyên câu hữu chướng tre, làm các việc khác nhau khiến phát khởi các hành. Lại do ác kiến phóng dật đồng hành với không hiểu biết là duyên sanh khởi, không gián đoạn diệt phát khởi các hành. Lại do không hiểu biết làm duyên dẫn phát lâu dài diệt. Do đây kiến lập thuận theo kia sẽ sanh tương tục ở đường lai. Hỏi: sao gọi là các hành đối với thức làm ba chủng duyên? Đáp: do năng huần ước phát triển chủng tử kia là duyên cầu hữu, kế đến nhờ thế lực kia mà chuyển là duyên sanh khởi không dám đoạn diệt. Do kia nên đường lại quả được sanh là duyên dẫn phát lâu dài diệt. Như hành đối với thức làm thành ba duyên như vậy, thì thức vọng đối với danh sắc vọng đối với sáu xứ vọng đối với xúc, xúc vọng đối với thọ, nên biết cũng vậy. Hỏi: sao gọi là thọ đối với ái làm ba chủng duyên? Đáp: nên biết do thọ kia nên phát khởi vui đắm là duyên cầu hữu, từ đây không gián đoạn do thế lực của thọ,
nên khỏi truy cầu tác dụng hành chuyển là duyên sanh khởi không gián đoạn diệt. Do đây kiến lập ở tương lai khó thể vượt khỏi sự tương tục tiếp đối của kia là duyên dẫn phát lâu dài diệt. Hỏi, sao gọi là ái đối với thủ làm ba chủng duyên? Đáp, do đồng hành với dục tham nên ở trong các pháp thuận theo thủ. An lập vui muốn là duyên cầu hữu. Do đường thế lực của ái mà chuyển là duyên sanh khởi không gián đoạn diệt. Do đây kiến lập ở tương lai khó thể giải thoát thoát vượt khỏi sự tương tục tiếp nối của kia là duyên dẫn phát lâu dài diệt. Hỏi, sao gọi là thủ đối với hữu làm ba chủng duyên? Đáp, do cùng có với kia tạo thành nghiệp năng chiều cảm quả hướng đến các thú là duyên cầu hữu. Lại do thế lực của thủ nên năng dẫn thức sanh ở xứ kia, kia là duyên sanh khởi không gián đoạn diệt. Lại công năng dẫn phát của cõi kia là duyên dẫn phát lâu dài diệt. Hỏi, sao gọi là hữu đối với sanh làm ba chủng duyên? Đáp, do huấn ước phát triển chủng tử kia là duyên cầu hữu. Do nương thế lực của hữu tùy chuyển không gián đoạn là duyên sanh khởi tùy lâu dài diệt, mà qua chuyển là duyên dẫn phát. Như hữu đối với sanh thì sanh là duyên của lão tử cũng vậy. Lại nữa, kiến lập trì hữu có hai chủng. Một, kiến lập phần trội hơn, đó là thủ nhiếp lấy thọ nghiệp như trước đã thuyết. Hai, kiến lập toàn phần, đó là chỗ có chủng tử nghiệp và thức cho đến thọ. Thủ nhiếp lấy thọ kiến lập là hữu. Hỏi, các trì hữu đây chỉ theo thứ lớp làm duyên với hành cho đến lão tử hay lại có nghiệp chủng khác? Đáp, tức nghiệp dụng đây và chỗ có nghiệp dụng ở trong cảnh sở hành riêng biệt tùy chỗ thích hợp của từng chi, nên biết đây gọi là nghiệp dụng thứ hai. Hỏi, vô minh chỉ cùng với hành làm duyên hay cũng cùng với trí khác làm duyên? Đáp, vô minh cho đến cùng với lão tử làm duyên. Trước đã nói vô minh chỉ cùng với hành làm duyên, tức chỉ thuyết nghĩa duyên cận sát. Như vậy cùng với cái khác làm duyên đều nên biết tường tận. Lại nữa, chi sau không phải là duyên của trí trước, vì cớ sao như muốn đoạn chi sau cần tác dụng công đoạn trí trước thì chi sau cũng theo đó mà đoạn, chẳng phải vì đoạn chi trước mà tác dụng công đoạn chi sau, cho nên nên biết chỉ có chi trước làm duyên của chi sau. Hỏi, sao gọi là đây có nên kia có? Đáp, do nghĩa duyên chưa đoạn cái khác liền sanh. Hỏi, sao gọi là đây sanh nên kia sanh? Đáp, do nghĩa duyên vô thường nên cái khác được sanh. Hỏi, cớ sao nói có sanh nên có lão tử? Cần yếu phải do sanh làm duyên mới có lão tử. Như vậy cho đến vô minh đối với hành. Đáp, do đạo lý lời dạy đầy hiển rõ nghĩa duyên tác dụng không thật nên cái khác được sanh. Hỏi, cớ sao nói có sanh nên có lão tử? Không phải đỉa sanh làm duyên mà có lão tử. Như vậy cho đến vô minh đối với hành. Đáp, do đạo lý lời dạy đầy hiện rõ nghĩa từ duyên tương tục của chính mình, tức từ tương tục đầy mà cái khác được sanh. Hỏi, nếu vô minh làm duyên cho pháp, pháp kia là hành ư? Giả sử đó là hành thì vô minh kia làm duyên ư? Đáp, nên tác bốn câu, hoặc hành mà không phải vô minh làm duyên, đó là thân ngữ ý, hành vô lậu, vô phú và vô ký. Hoặc pháp vô minh là duyên mà không phải là hành, đó là trừ hành nhiếp lấy trì hữu. Các trí hữu còn lại hoặc có pháp cũng vô minh làm duyên cũng là hành, đó là thân ngữ ý, hành phước, phi phước và bất động, trừ các tướng như vậy là câu thứ tư. Hỏi, nếu hành làm duyên thì kia cũng có thức ư? Giả sử đó là thức thì hành làm duyên ư? Đáp, nên tác bốn câu, hoặc hành làm duyên mà không phải thức, đó là trừ thức những trí hữu còn lại. Hoặc có là thức không phải hành làm duyên, đó là thức vô lậu, thức vô phú và thức vô ký. Trừ dị thục sanh hoặc hành cũng là thức, cũng là duyên, đó là chủng tử thức và quả thức hậu hữu, trừ các tướng như vậy là câu thứ tư. Nương đạo lý đây cho đến xúc duyên thọ tùy theo chỗ thích hợp đều tác bốn câu. Hỏi, nếu thọ làm duyên tức đều là ái ư? Giả sử là ái tức đều có thọ làm duyên ư? Đáp, nên tác bốn câu, hoặc có ái không phải do thọ làm duyên, đó là ái mong cầu thắng giải thoát và nương thiện mà xả ái khác. Hoặc có thọ làm duyên mà không phải là ái, đó là trừ vô minh, xúc, sanh ra thọ làm duyên, pháp sanh trì hữu còn lại. Hoặc có thọ làm duyên cũng là ái, đó là vô minh, xúc, sanh ra thọ làm duyên, sanh ái nhiễm ô, trừ các tướng như vậy là câu thứ tư. Hỏi, nếu ái làm duyên đều là thủ ư? Giả sử là thủ đều có ái làm duyên ư? Đáp, nên biết trong đây
là thuận câu sau, tức là sở hữu thủ đều có ái làm duyên, hoặc ái làm duyên mà không phải là thủ, đó là trừ thủ. Trì hữu còn lại và duyên thiện ái dành các thiện pháp như siêng tinh tấn. Hỏi: nếu thủ làm duyên thì đều là hữu ư? Giả sử là hữu thì đều có thủ làm duyên ư? Đáp: cũng nên tác thuận với câu sau, đó là chỗ có hữu đều do thủ làm duyên, hoặc thủ làm duyên mà không phải là hữu, đó là trừ hữu, các trì hữu còn lại. Hỏi: nếu hữu làm duyên đều là sanh ư? Giả sử là sanh thì đều có hữu làm duyên ư? Đáp: các sở hữu sanh đều do hữu làm duyên, hoặc hữu làm duyên mà không phải là sanh, đó là trừ sanh, trì hữu còn lại cuối cùng là lão tử. Hỏi: nếu sanh làm duyên đều là lão tử ư? Giả sử là lão tử đều do sanh làm duyên ư? Đáp: các sở hữu lão tử đều do sanh làm duyên, hoặc sanh làm duyên mà không phải lão tử, đó là tật bệnh oán ghét mà gặp nhau, yêu thương mà phải chia lìa, cầu mà không được, và sự phát khởi chủ nghiệp não sầu thán yêu khổ. Hỏi: các trì hữu đây, bao nhiêu trì làm chướng ngại hơn cả đối với chánh kiến nhiếp thuộc đạo chi? Đáp: vô minh và do kia phát khởi ý hành có một phần năng làm chướng ngại hơn cả. Như đối với chánh kiến thì đối với chánh tư duy và chánh tinh tấn nên biết cũng vậy. Nếu chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thì lấy thân hành, ngữ hành và một phần hữu là chướng ngại hơn cả. Nếu chánh niệm, chánh định thì lấy trí hữu còn lại làm chướng ngại hơn cả. Hỏi: các trì hữu đây, bao nhiêu trì nhiếp phẩm tạp nhiễm, bao nhiêu thông cả phẩm tạp nhiễm và thanh tịnh? Đáp: có 4 trì nhiếp phẩm tạp nhiễm, các trì còn lại thông cả phẩm tạp nhiễm và thanh tịnh. Hỏi: sao nói là trì sanh thông cả hai phẩm? Đáp: nếu sanh xứ ác thú và xứ có nạn trì toàn phẩm tạp nhiễm, nếu sanh trong loài người hay cõi trời hay các xứ không có nạn thì thông cả hai phẩm nhiễm tịnh, nên biết trì còn lại tùy theo chỗ thích hợp đều thông cả hai phẩm. Hỏi: những gì do vô minh không có nên hành cũng không có, những gì do vô minh diệt nên hành diệt? Đáp: có 3 chủng vô minh là phát khởi, triền và tùy miên. Do vô minh này diệt nên vô minh kia diệt, do vô minh kia diệt nên hành cũng diệt theo. Hỏi: những gì do hành không có nên thức cũng không có, những gì do hành diệt nên thức cũng diệt? Đáp: tức là các hành ở trong tương tục của chính các hành đã tạo tác đã diệt và chưa khởi đối trị, lại do có ý hành nên khởi thân ngữ hành, do đây có nên kia có, do kia không nên thức duyên kia cũng không, đây nếu diệt hoàn toàn nên biết thức cũng diệt theo. Hỏi: những thức nào không có nên danh sắc cũng không có, những thức nào diệt nên danh sắc cũng diệt? Đáp: chủ tử thức không có nên quả thức không có, đây đều diệt nên danh sắc đều diệt. Như đạo lý thức đối với danh sắc thì các chi còn lại cho đến thọ tùy theo chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Như đạo lý vô minh duyên hành thì đạo lý ái duyên thủ, thủ duyên hữu nên biết cũng vậy. Như đạo lý hành duyên thức thì đạo lý hữu duyên sanh nên biết cũng vậy. Như đạo lý thức duyên danh sắc thì đạo lý sanh duyên lão tử nên biết cũng vậy. Hỏi: những thọ nào không có nên ái cũng không có, những thọ nào diệt nên ái cũng diệt? Đáp: như đạo lý hành duyên thức nên biết ở đề cũng vậy. Hỏi: như trước đã thuyết 8 môn duyên khởi, bao nhiêu môn được hiển bởi 12 chi duyên khởi, bao nhiêu môn không được hiển? Đáp: 3 môn được hiển bởi 12 chi, trong đó 2 môn được hiển một phần và 1 môn được hiển toàn phần, các môn còn lại không được hiển. Những gì là 2 môn được hiển một phần? Đó là môn nội thức sanh và môn tự nghiệp tạo ra. Những gì là 1 môn được hiển toàn phần? Đó là môn hữu tình thế gian chuyển. Hỏi: nếu không như thật biết đạo lý duyên khởi, có bao nhiêu chủng quá hạn? Đáp: có 5 chủng quá họa, đó là khởi ngã kiến và năng phát khởi kiến câu hành tiền tế. Như kiến câu hành tiền tế thì kiến câu hành hậu tế và kiến câu hành tiền hậu tế cũng vậy. Lại ở nơi kiến kia chấp kiên cố, chấp mãnh lợi, có thủ, có mong cầu, có sợ hãi, nên ở trong hiện pháp không bát niết bàn, đây gọi là 5 quá họa. Hỏi: nếu như thật biết đạo lý duyên khởi, có bao nhiêu chủng thắng lợi? Đáp: ngược lại với 5 quá thất trước nên biết thắng lợi, cũng có 5 chủng. Lại nữa, trong 12 chi duyệt khởi, bao nhiêu chi là thật có? Bao gồm 12 chi, bao gồm 9 chi. Bao nhiêu chi không thật có là các chi còn lại. Bao nhiêu chi có một sự làm tự tánh, bao gồm 5 chi. Bao nhiêu không phải một sự làm tự tánh là các chi còn lại. Bao nhiêu là nhân sở chi chướng là 1.
bao nhiêu năng sanh khổ bao gồm 5, bao nhiêu khổ trong thai tạng bao gồm 5, bao nhiêu trì là khổ bao gồm 2, bao nhiêu là phần nhân 6 chi trước là vô minh cho đến xúc, cùng với ái thủ hữu là phần nhân, bao nhiêu là phần quả 2 chi sau là phần quả, bao nhiêu là phần tạp lẫn nhân quả. Các trì còn lại vì sao? Bởi có hai chủng thọ gọi là phần tạp. Một, hậu pháp lấy xúc làm duyên cho nhân thọ. Hai, ở hiện pháp cùng với ái làm duyên cho quả thọ. Hai, tạp đây gọi là xúc duyên thọ. Lại nữa, bao nhiêu trì năng sành cảnh giới ái phi ái, bao nhiêu trì năng sành quả tự thể. Sáu, trì trước năng sành quả cảnh giới ái phi ái. Ba, trì sau năng sành quả tự thể. Một trì đồng sanh hai quả. Lại nữa, bao nhiêu trì đồng hành thọ lạc, trừ hai trì, các trì còn lại. Bao nhiêu trì đồng hành thọ khổ, tư kia và một trong số hai trì đã trưởng ra. Bao nhiêu trì đồng hành thọ không khổ không lạc, như đạo lý thọ lạc. Bao nhiêu không đồng hành với hít thọ, một trong số hai trì đã trưởng ra. Lại nữa, bao nhiêu trì nhiếp thuộc hoại khổ, trì đồng hành với hít thọ lạc. Bao nhiêu trì nhiếp thuộc khổ khổ, trì đồng hành với hít thọ khổ và một phần trì không đồng hành với hít thọ. Bao nhiêu trì nhiếp thuộc hành khổ, sở hữu trì khổ khổ và hoại khổ cũng là trì hành khổ. Hoặc có trì nhiếp thuộc hành khổ, không phải với hai khổ còn lại. Đó là trì đồng hành với hít thọ không khổ không lạc và một trì không đồng hành với hít thọ. Hỏi ở nơi tất cả sanh xứ và trong tamma bát đề, tất cả trì đều được hiện hành ư? Đáp không thể được. Tức trong cõi trời vô tưởng và diệt tận định, trong vô tưởng định trì sắc khá được, không phải trì vô sắc. Nếu sanh ở vô sắc giới thì trì vô sắc khá được, không phải trì hữu sắc. Hỏi có sự việc nương trì được lìa trì không? Đã có, tức là nương trì của địa trên lìa trì địa dưới. Đây chỉ được một phần, không phải hoàn toàn, chỉ là tạm thời, không phải rốt ráo. Hỏi bao nhiêu trì nhiễm ô, bao nhiêu trì không nhiễm ô? Đã, ba trì nhiễm ô còn lại thông cả hai chủng. Nếu phân biệt riêng thiện không nhiễm ô, vô phú và vô ký phải phân làm hai chủng. Hỏi bao nhiêu trì thuộc hệ thuộc dục giới? Đáp tất cả trì vì hòa hợp nên khỏi hết thảy. Hỏi bao nhiêu trì thuộc hệ thuộc sắc giới? Đáp một phần của tất cả. Hỏi sao gọi là nên biết kia có lão? Đáp các hành kia có tánh khổ hoại hư bại, như hệ thuộc sắc giới nên biết hệ thuộc vô sắc giới cũng vậy. Hỏi bao nhiêu trì là học? Đáp không có. Hỏi bao nhiêu trì là vô học? Đáp cũng không có. Hỏi bao nhiêu trì là phi học phi vô học? Đáp tất cả. Hỏi sở hữu trì thiện hữu lậu, cớ sao trì kia không phải là học? Đáp vì rơi vào lưu chuyển. Nếu học thuộc sở hữu pháp thiện hữu lậu thì học kia ắt trái với lưu chuyển và dụng minh làm duyên nên không phải trì. Hỏi quả dựng lưu đã đoạn bao nhiêu trì? Đáp một phần của tất cả, không đoạn hoàn toàn. Như quả dự lưu thì quả nhất lai cũng vậy. Hỏi quả bất hoàn đã đoạn bao nhiêu chi? Đáp tất cả chi thuộc dục giới, trì sắc giới và vô sắc giới thì không nhất định. Hỏi A-la-hán đã đoạn bao nhiêu chi? Đáp tất cả chi thuộc ba cõi. Hát sao gọi là các kinh nhiếp duyên khởi? Ở trong các kinh khác nhau do bao nhiêu chủng đạo lý ngôn thuyết nói về duyên khởi? Lược thuyết do 6 chủng đạo lý ngôn thuyết. 1. Do thuyết thuận thứ lớp. 2. Do thuyết nghịch thứ lớp. 3. Do thuyết một phần chi. 4. Do thuyết toàn phần chi. 5. Do thuyết phẩm hắc. 6. Do thuyết phẩm bạch. Hỏi như Thế Tôn nói, duyên khởi thẳm sâu, nghĩa thẳm sâu đây như thế nào? Đáp do 10 chủng tướng nên biết nghĩa duyên khởi rất thẳm sâu. Đó là nương vào nghĩa vô thường, nghĩa khổ, nghĩa không, nghĩa vô ngã mà nói. Nương nghĩa vô thường, tức là từ tự trùng tử mà sanh cũng trở đợi duyên khác, lại từ tự trùng tử và từ duyên khác sanh, nhưng tự trùng tử và duyên khác đối với sự sanh đây không tác không dụng cũng không chuyển vận, lại tánh của hai công năng đây không phải là không thật có, lại các trì hữu tùy từ vô thủy đến nay tướng các chi thành tựu, nhưng sát na tướng mới mới chuyển, lại chi duyên khỏi sát na chóng diệt, nhưng hiện hiện như dừng đứng sự vận động. Được nghĩa khổ tức là chi duyên khởi chỉ có một vị tướng khổ mà hiện hiện gần như ba chủng tướng. Được nghĩa không tức là chi duyên khởi tuy lìa hữu tình tác giả thọ giả nhưng hiện hiện tựa như không lìa. Được nghĩa vô ngã tức là chi duyên khởi tuy không tự tại thật tướng không vô ngã nhưng hiện hiện tướng tựa như có ngã.
Đường thắng nghĩa đế tức là tự tánh các pháp không thể thuyết, nhưng lại khá thuyết tự tánh các pháp. Hỏi, dụng bao nhiêu trí để biết duyên khởi? Đáp, dụng hai trí, đó là trí pháp trụ và trí chân thật. Sao gọi là dụng trí pháp trụ? Như Phật đã thí thiết khai thị nên hiểu biết không điên đảo. Sao gọi là trí chân thật? Như người học kiến tích quán nghĩa thẳm sâu. Hỏi, như Thế Tôn nói, các duyên khởi đây không phải ta làm ra, cũng không phải người khác làm ra. Vì sao? Hoặc Phật xuất thế, hoặc không xuất thế, pháp tánh, pháp trụ, pháp giới, an trụ. Sao gọi là pháp tánh? Sao gọi là pháp trụ? Sao gọi là pháp giới? Đáp, tức là các duyên khởi từ đời vô thủy đến nay, lý tánh đã thành tựu, đây gọi là pháp tánh. Tánh thành tựu dùng văn câu không điên đảo để an lập, đây gọi là pháp trụ. Do pháp trụ đầy lấy pháp tánh kia làm nhân cho nên gọi là pháp giới. Hỏi, như kinh nói, sanh nếu không, không xứ không vị, sanh có thể là có. Nếu tất cả chủng sanh không phải là có, thì sanh duyên lão tử cũng nên không có. Cớ sao trong đây thuyết tự tánh, kia duyên tự tánh? Đáp, vì ở nơi tự chủng tử mà quả được sanh nên nói như vậy. Nghĩa là tri thức cho đến chỉ thọ, vì đây là chủng tử sanh nên theo nghĩa nói là sanh. Do để có nên ở thời sau tức có tri quả gọi là có duyên sanh. Như vậy trì còn lại tùy theo chỗ thích hợp như kinh đã thuyết. Hỏi, như trên đã nói tất cả tri không thể xoay ngược trở lại làm duyên cho nhau, cớ sao kiến lập danh sắc và thức xoay vần làm duyên lẫn nhau? Đáp, tức ở trong hiện pháp dụng danh sắc làm duyên, danh sắc ở trong hậu pháp trở lại dụng thức làm duyên. Vì sao lấy giai đoạn tương tục ở trong thai mẹ để nói làm duyên lẫn nhau? Do thức làm duyên nên ở trong bụng mẹ, các tình huyết sắc gọi là nhiếp lấy thọ, hòa hợp cộng thành tánh yết là làm. Tức danh sắc đây làm duyên trở lại khiến thức kia được trụ trong thai người mẹ. Hỏi, cớ sao khi Bồ Tát quán phẩm hắc chỉ đến chỉ thức, chuyển ý trở lại sao không đến các chi khác? Đáp, do hai chi đây xoay vần làm duyên lẫn nhau, như thức duyên danh sắc và danh sắc cũng duyên thức. Cho nên quán tâm đến thức thì hoàn toàn chuyển trở lại, và trong các chi khác không có đạo lý hoàn chuyển như vậy. Chỉ có ở đây mới hiển thị đạo lý xoay vần làm duyên lẫn nhau. Cho nên gọi là hoàn chuyển, ở trong phẩm hoàn diệt, danh sắc không phải là nhân hoàn diệt của hậu hữu thức. Do nhân duyên đây nên quán sát trở lại. Hỏi, nhân duyên nào nói trì duyên khởi không phải tự tác, không phải tha tác, không phải tự tha tác, cũng không phải không nhân mà sanh? Đáp, vì người sanh chẳng phải có, vì không duyên tác dụng, vì lực của duyên sanh ra. Hỏi, ở trong duyên khởi, những gì là mầm khổ, những gì thủ giữ nuôi dưỡng mầm khổ, những gì là cây khổ? Đáp, vô mình hành duyên dẫn dắt thức cho đến thọ, đây là mầm khổ. Thọ duyên dẫn dắt ái cho đến hữu, đây là nhân tố thủ giữ nuôi dưỡng mầm khổ, sanh và lão tử là cây khổ. Hỏi, bao nhiêu trì duyên khởi nên biết như than nóng? Đáp, thức cho đến thọ. Hỏi, bao nhiêu trì nhầm nhuần thấm? Đáp, vô minh hành ái thủ hữu. Hỏi, bao nhiêu trì như ngọn lửa? Đáp, sanh lão tử. Hỏi, nhân duyên nào ở trong giáo lý duyên khởi phẩm hắc được gọi là tăng ích? Đáp, vì tất cả trì hữu thuần là đại khổ tụ tập làm duyên sanh quả sau, lại vì các trì hữu trì trước trước làm duyên, chi sau sau thuận theo đó khởi. Hỏi, nhân duyên nào ở trong giáo lý duyên khởi phẩm bạch được gọi là tổn giảm? Đáp, do tất cả chi trước trước vĩnh viễn đoạn trừ nên chi sau sau cũng diệt theo, lại là nhân tổn giảm của tụ thuần đại khổ. Hỏi, bao nhiêu chi duyên khởi gọi là nhân pháp hữu? Đáp, bao gồm 7 chi trước. Hỏi, bao nhiêu chi duyên khởi gọi là nhân khổ hữu? Đáp, 5 chi còn lại. Hỏi, bao nhiêu chi đoạn diệt là chỗ hiển lậu tận? Đáp, 3 chi. Hỏi, bao nhiêu chi đoạn diệt là chỗ hiển duyên tận? Đáp, tức 3 đây, vì là duyên của chi khác. Hỏi, bao nhiêu chi đoạn diệt là chỗ hiển thọ tận? Đáp, 1 chi, tức là do phiền não đã đoạn, khi sở y diệt, tất cả thọ đều vĩnh viễn diệt. Hỏi, nhân duyên nào nương duyên khởi kiến lập 77 chi? Đáp, vì hiện bày có nhân trí tạp nhiễm, lại vì hiện ở nơi tự tương tục tiếp nối, đã tự tạo tác trí tạp nhiễm. Lại vì hiện các trì tiền tế từ thời phù thủy, lại vì hiện các trì hậu tế bao gồm nghĩa tạp nhiễm hoàn diệt, lại vì hiện nghĩa biết khắc, các tuệ hữu lậu không nhiếp thuộc trì, ở mỗi một trì đều tạo 7 trí, tất cả nên biết tổng có 77 trí. Hỏi, nhân duyên nào ở trong duyên khởi kiến lập 44 trí?
Đáp: vì hiện bày ở mỗi một chi, nương bốn thánh đế mà quán sát đạo lý, cho nên tổng có 44 trí. Lại nếu sành ở dục giới, nương thân dục giới hoặc mắt hoặc tai dẫn phát địa trên, do đây thấy sắc nghe thành của tự địa địa dưới. Lại nương thân đầy khởi ý ba cõi và ý không hệ buộc hiện tại tiền. Nếu sành ở sắc giới vô sắc giới trừ địa giới thì tất cả hiện bày như ở dục giới. Lại nữa ba chủng tạp nhiễm đây bao gồm phiền não tạp nhiễm, nghiệp tạp nhiễm và sanh tạp nhiễm. Nếu muốn đoạn trừ cần phải tu 6 chủng hiện quán. Những gì là 6? Đó là từ hiện quán, tín hiện quán, giới hiện quán, hiện quán trí đế hiện quán, hiện quán biên trí đế hiện quán và cứu cánh hiện quán.